Dạ, con xin chào cô chú và anh chị. Hôm nay con giới thiệu đến cô chú và anh chị một cái đèn của hãng Takamine, Takamine No 6 nha mọi người. Đó, đèn ngoại hình còn khá là đẹp, không bể vỡ gì nha mọi người. Đó, mặt top solid nha mọi người. Đó, mặt top solid rất dài và đẹp luôn. Đó, cây này là Cotti nha mọi người. Dòng này là dòng đời mới nên là Cotti, cần thẳng tắp luôn nha mọi người. Đó, ngựa còn rất là cao nè mọi người. Bộ gỗ lưng hông là bộ gỗ Rose Wood nha mọi người. Đó, rất là đẹp luôn. Rất là già và đẹp luôn. Nói chung là lưng nó cũng có một vài vết xước nhỏ nhỏ nha mọi người. Đó. Không bể vỡ gì nha. Cái này nguyên zin, chưa qua sửa chữa gì nha. Đó, cái này được trang bị bộ khóa dập chân vô cùng cái xịn sò nha mọi người. Vặn rất là êm tay nha mọi người. Cái khóa này chỉ sợ bị rớt xong nó gãy thôi, chứ mình sử dụng lâu dài rất là ok nha mọi người. Nếu mọi người có ở trong thành phố Hồ Chí Minh, mời mọi người ghé shop em trải nghiệm và test trực tiếp nha. Shop em ở địa chỉ 226/8/5 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú nha mọi người. Nếu mọi người ở xe thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại cho em nha, 0977 729 819 nha mọi người. Cái này em bán giá 11 triệu, em tặng kèm hộp cứng như mọi người, hộp bao xịn luôn. Đó, mọi người có thể kết bạn Zalo với em để xem hình chi tiết hơn nha mọi người. Tại vì em quay video như này thì cũng có thể là do điện thoại thì nó cũng chỉnh sửa qua một chút rồi á mọi người, nên là nó sẽ không có thật lắm nha mọi người. Đó, thường thì em quay với chụp hình là chỉ bằng cam thường thôi nha mọi người, không quay chỉnh sửa bất kỳ một cái up nào nha mọi người. Đó, cây này em bán giá 11 triệu nha. Em tặng cây nha mọi người. Em bảo hành 2 năm nha. Mời mọi người cùng lắng nghe âm thanh. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chúc mọi người một buổi chiều thật là vui vẻ.